Tôi thà bỏ ra 65.000 để ăn một tô phở chứ ăn hộp xôi ghẹ này 65.000 thấy phí tiền. Đó là comment của vài người sau khi mà thấy ở đây bán hộp xôi ghẹ 65k. Với Bi thì ẩm thực đa dạng, chẳng lẽ ngày nào mình cũng ăn phở đúng không? Đây gần như là chỗ đầu tiên ở Sài Gòn mình thấy có bán xôi ghẹ luôn đó. Nếu chỗ khác mà có bán thì chắc là cũng thuộc dạng cực kỳ hiếm. Trước nghe người ta nói là ở đây ế lắm, đi ngang qua chẳng có ma nào mua. Nghe đâu là ở đây mới bán có tháng à, thì cũng phải đợi người ta đông khách chứ. Đó giờ đông rồi thấy không? Xếp hàng mua muốn điên luôn á. Nghe đâu là anh chủ đi phượt ở Phan Thiết rồi học được ở đâu về làm liền luôn. Ở đây có hai món nha, một là ghẹ phô mai kéo sợi, hai là xôi ghẹ. Được ảnh nói á, cái xôi là xôi nếp nương của Điện Biên á mọi người, nên sẽ dẻo và rất là thơm nha. Cách làm xôi ở đây á thì độc lạ lắm. Quét một cái lớp xôi mỏng vô cái tô inox rồi thả vào cái chảo dầu như vậy để tạo ra xôi hình cái tô á mọi người. Sau đó thì cái xôi dẻo anh sẽ trộn cùng với lại ghẹ, trà bông rồi mỡ hành vào với nhau. Ghẹ trước khi múc vào trộn sẽ được cân ký nha. Ui chu cha ơi, nhìn cái thịt ghẹ nó đã quá mọi người ơi. Sau đó xôi này sẽ được úp ngược vào cái hộp và thêm một lần nữa lại phủ trà bông, ngò rí, rong biển lên lớp cuối cùng rồi bê ra cho khách ăn thôi. Khi ăn là mình sẽ đập cái lớp xôi giòn này rồi trộn với cái lớp xôi dẻo ở dưới. Tất cả nó hòa quyện vào thành một cái lớp hỗn hợp giòn giòn thơm thơm. Thịt ghẹ được cho rất là nhiều nên ăn rất là đã nha. Hành phi thơm thơm nè, rồi mỡ hành và trà bông nữa nó quyện vào với nhau làm cho mình vẫn cảm giác đây là một cái hộp xôi mặn á mọi người. Nó vẫn giữ được cái hương vị của một cái hộp xôi mặn đặc trưng, kèm theo đó là rong biển ăn rất là lạ miệng. Một cái rất là sáng tạo khi mà cái lớp xôi giòn này nó quyện với cái lớp xôi dẻo làm mình ăn sẽ cảm thấy đỡ ngán á mọi người. Nói chung á là Bi thấy đáng ăn thử, 65.000 không mắc. Còn đây á là ghẹ phô mai kéo sợi nè, một con 45.000 nha. Ăn rất là ngon nha. Cái phô mai kéo sợi này nó béo núng nính luôn á. Nếu mình mua combo hai món là có 100.000 thôi. Và đây là một cái chỗ xứng đáng được lưu vào danh sách đi ăn ở tuần này. Có điều là hơi đông tí nha.